Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác cô chị. Chào mừng quý cô bác cô chị đã quay trở lại với kênh bán hàng của Công Auto. Ngày nay thì Công Auto sẽ lên sóng để review cho toàn thể quý cô bác quý chị về một chiếc xe đến từ nhà sản xuất của Honda. Đây là một chiếc Honda City sản xuất năm 2016 nha quý cô bác chị nhé. 2016, phiên bản số tự động, động cơ 1.5, máy eco. Và chiếc xe này có trang bị màn hình giải trí Android cỡ lớn, có cam hành trình, có cam lùi đầy đủ rồi. Và con này thì bác chủ đã độ lên body kit toàn bộ xe từ cản trước này, từ ốp hai bên sườn cũng như là cánh gió phía sau cũng lên thể thao hết rồi các bác nhé. Xe thì bao đẹp cho toàn thể quý cô bác quý anh chị 2016 và giá chào bán chiếc này gửi tới quý cô bác cô chị là 446 triệu. Vậy quý cô bác cô chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Honda City 2016 số tự động máy eco như này thì hãy liên hệ với Công Auto qua số hotline của em Công là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe. Quý cô bác quý chị nào mà lần đầu xem video của Công Auto mà chưa đăng ký kênh để tiện theo dõi thì quý cô bác quý chị hãy vào đăng ký kênh, bấm thông báo, bật theo dõi để không bỏ lỡ những buổi em lên review xe cũng như những khung giờ phát sóng livestream của em vào lúc 7:30 buổi tối tất cả các ngày trong tuần nha quý cô bác quý chị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tổng quan về ngoại thất để cho quý cô bác, quý anh chị có cái nhìn tổng quát nhất, rõ nét nhất về ngoại thất của con City 2016 này. Con này thì trang bị la răng đúc đầy đủ rồi, phanh ABS chống bó cứng an toàn hai bánh trước, xi nhan tích hợp trên gương bằng một dải đèn LED cao cấp đầy đủ. Rồi tất cả các tay nắm cửa đều được ốp bọc mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp đây nha quý anh chị nhá. Body kit thì lên hết rồi, cũng giống như vừa em đã nói rồi là lên hết rồi. Lên hết rồi và con này thì là động cơ 1.5 máy eco lên là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào 5,8 lít trên 100 km đường hỗn hợp nha quý cô bác quý anh chị nhá. Đây ạ, chúng ta có thể quan sát từ cái cản phía sau này. Đấy, cũng là lên thể thao rồi, có cảm biến lùi đầy đủ cho toàn thể quý cô bác quý anh chị đi ạ. Rồi cam lùi. Đấy, lên cánh gió phía sau đầy đủ đây nhá quý anh chị nhá, màu trắng đẹp. Biển Hà Tĩnh. Biển 38 đây ạ. À, xe thì cực kỳ đẹp luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị rồi. Không lỗi nha quý cô bác quý chị nhá. Xe đẹp không lỗi, máy số zin hoàn toàn luôn, ghế bọc da đẹp, màn hình giải trí Android cỡ lớn. Có lẫy gẩy số vô lăng đầy đủ nha quý cô bác quý chị nhá. 446 triệu. Giá đã bao gồm phí rút hồ sơ cho toàn thể quý cô bác quý anh chị 4 lốp mới. Và chiếc này thì ở bên em Công vẫn hỗ trợ vay vốn trả góp ngân hàng cho các bác lên đến 60% giá trị xe nha quý cô bác anh chị nhé. Vậy quý cô bác quý chị nào mà đang cần tìm cho mình một chiếc Honda City 2016 số tự động máy eco như này thì hãy liên hệ với Công Auto qua số hotline của em là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn và đặt lịch hẹn xem xe. Vừa rồi thì em đã đi tổng quan về ngoại thất để cho quý cô bác quý anh chị có cái nhìn rõ nét nhất về cái body kit của con này khi bác chủ đã độ lên. Thì bây giờ mời quý cô bác anh chị chúng ta sẽ xem chi tiết này. Đèn pha của xe đây thì đều rất trong và sáng nha các bác nhé. Và những cái dòng xe của Honda thì nó có một đặc thù rất là riêng là nó đều có một cái thanh mạ chrome cao cấp rất là to ở đằng trước này. Đấy, rất riêng luôn những cái dòng của Honda. Đèn gầm đầy đủ hai bên đây nhá quý anh chị nhá. Đèn gầm đầy đủ luôn, gương kính thì hoàn toàn đều là gương kính zin hết. Đó, đây ạ. Đều là gương kính zin hết đây nhá quý cô bác anh chị nhá. Con này thì xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ đây rồi. Lốp mới này, la răng đúc đẹp đây cho toàn thể quý cô bác quý anh chị đây ạ. Chúng ta cùng xem. Nội thất của em này thì giờ chúng ta sẽ xem đến nội thất. Đây ạ, viền chân kính này. Đấy, rồi các tay nắm cửa đây ạ. Đều ốp mạ chrome này, có khóa cửa nút bấm cảm ứng trên cánh cửa này, đầy đủ cho các bác luôn. Táp ly táp lô đẹp đây các bác nhé, keo chỉ của nó đây. Đấy, nguyên xi cho các bác luôn. Rồi tất cả những cái bậc lên xuống này đều có ốp lốc chống xước hết nha các bác nhé. Ghế bọc da đầy đủ, có cân bằng điện tử này. Có cân bằng điện tử đầy đủ nha quý cô bác quý chị nhá. Có hệ thống chống trơn trượt này, có máy eco đầy đủ này. Đấy, vô lăng tích hợp bàn phím rồi tích hợp cả nút gẩy số vô lăng đây. Lấy gẩy số vô lăng đây nhé, tích hợp bàn phím đầy đủ, kết hợp dành tay nghe gọi này. Đấy, vô lăng củ số thì rất là đẹp luôn rồi. Chiếc này thì bác chủ lên cho em nó một chiếc màn hình giải trí Android cỡ lớn này. Đấy, có cam lùi đủ cho toàn thể quý cô bác quý chị và có cả cam hành trình đây nhá các bác nhá. Chân thì bọc nỉ còn nguyên này. Đấy, chân bọc nỉ bọc ni lông. Và chiếc xe này thì ghế đây rất là đẹp đây rồi các bác nhé, để cho các bác xem.
Rồi ốc này vẫn là ốc còn nguyên của nó đây nhé quý cô bác anh chị nhá. Đây. Đó, tất cả các chi tiết luôn. Rất là mới đẹp luôn. Đây mức tiêu hao nhiên liệu này. 5,8 lít trên 100 km đường hỗn hợp, 4,9 lít ngoài đô thị và trong đô thị là 7 lít như các anh chị nhá. 7 lít thôi. Đây ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem quan sát tiếp. Đây, táp ly táp lô của em nó đây ạ. Đó, cực kỳ chất đẹp luôn cho toàn thể quý cô bác anh chị đây. Đó, tất cả các chi tiết luôn. Trên bốn cánh này đều có lốp chống xước hết đây nha các bác nhé. Có cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai đầy đủ này. Rồi lót sàn là lót thảm rối này. Đấy, vệ sinh sạch sẽ nhé quý anh chị nhá. Ghế bọc da đây. Đấy, zin xịn đẹp nguyên bản toàn thể quý cô bác quý anh chị. Lốp sau này. Lốp mới tinh luôn các bác nhá. Lốp mới tinh luôn này, ta lông còn nguyên luôn. Đấy, lốp mới tinh luôn dâu rồi. Nguyên đai nguyên kiện. Đây, chúng ta sẽ xem cái cốp phía sau này. Đúng không ạ? Cốp phía sau này. Cốp của dòng này thì rộng mênh mông rồi. Mênh mông bát ngát luôn nha quý cô bác các chị nhá. Rồi có cả một tấm chống nước này đầy đủ này. Rồi dán chống ồn, kích lốp đầy đủ. Trong mở lốp, lốp sơ cua đầy đủ đây nhá quý cô bác các chị nhá. Đây kích lốp đây. Kích lốp đặt dưới đây. Đầy đủ luôn. Hai bên máng nước đây ạ. Đây ạ, hai bên máng nước này. Đấy, còn rất là zin đẹp luôn cho các bác luôn. Bên đây cũng vậy nhá. Đấy, bên đây tất cả các ốc đinh tán hai bên máng này. Đây rồi à, cái tấm nỉ phía ốp ở phần đuôi xe này cũng vậy này. Đấy, cũng còn nguyên. Keo chỉ thì vẫn là keo chỉ zin đây các bác nhé. Đấy, và tất cả các lỗ này tròn xoe không hề bị va quẹt. Chỉ cần va quẹt nhẹ thôi. Nếu những cái chỗ mà va quẹt nhẹ thôi thì những cái vết này cũng là không bao giờ còn tròn được như này nhé các bác nhé. Đấy, không bao giờ còn tròn được. Đây ạ, cho các bác xem tiếp này. Đây, đó. Táp ly bên cánh sau bên phụ đây ạ. Đấy, cho các bác xem chi tiết luôn. Về em nó quay xe mộc mạc cho các bác luôn. Đó. Chi tiết rõ nét. Tất cả những cái các bác có thể nhìn bằng mắt thường. Đây ạ. Đây các bác nhé. Đầy đủ hết, chi tiết hết cho toàn thể quý cô bác, quý chị chúng ta cùng xem. Táp lô của em nó thì chất đẹp luôn rồi. Đó. Tất cả các chi tiết luôn. Như mới luôn nha quý anh chị nhá. 2016 mà sẽ lướt. Đó. Lốp cũng toàn là lốp mới hết. Bốn quả lốp mới tinh luôn. Toàn là lốp mít đây các bác nhá. Dâu còn nguyên này. Đó. Đây chúng ta sẽ xem phần động cơ. Xe trang bị động cơ 1.5 thôi. Này còn máy eco rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây là khoang động cơ 1.5 của những cái dòng Honda. Thì chúng ta sẽ xem cái khoang động cơ nó rất là thích. Những dòng xe Honda xem động cơ của nó cực kỳ thích luôn. Vì là cái bố trí động cơ của con Honda nó rất là thoáng nha các bác nhé. Đây ạ. Tất cả các chi tiết này từ cụm phanh, dây APS này. Rồi tất cả các chi tiết còn nguyên bút chấm sơn này. Máy móc thì sáng trang rồi. CT thì lành xe. Cực kỳ lành xe luôn nhé quý cô bác quý anh chị nhá. Đây ạ, tất cả các chi tiết này. Máy móc có sáng trang luôn. Rồi còn nguyên bút chấm sơn của QC nhà máy. Đây tất cả các chi tiết luôn cho toàn thể quý cô bác quý anh chị đây ạ. Đầy đủ luôn nhé quý cô bác anh chị nhá. Chi tiết cực kỳ đẹp luôn. Đây, soi hết cho các bác. Từ bên trong bên ngoài luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Đây ABS đây. Đó. Nguyên bút chấm sơn. Tất cả các chi tiết luôn, ốc chân máy đây ạ. Máy móc thì sáng trang đây. Rồi đây nhá quý anh chị nhá. Đó, máy móc thì sáng trang. Ác quy còn nguyên bảo vệ này, cực kiếp các thứ đầy đủ còn nguyên đây. Đó. Nắp cabo phẳng lừ đây nhá quý cô bác các chị nhá. Đó, nắp cabo phẳng lừ, ốc cabo còn nguyên này. Tất cả các lỗ đây trên này còn tròn xoe luôn đây ạ, cho toàn thể quý cô bác chị đây. Đó, tròn xoe luôn. Máy đẹp bao zin cho toàn thể quý cô bác quý anh chị nhá. Máy số chất. Vâng, vừa rồi em Công đã làm video chi tiết về chiếc Honda City sản xuất năm 2016 phiên bản số tự động, động cơ 1.5 máy eco. Giá chào bán chiếc này đang là 446 triệu. Quý cô bác anh chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc City 2016 như này, hãy liên hệ với Câu Ô Tô qua số hotline của em Công là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe như quý cô bác anh chị nhé. Quý cô bác anh chị mà lần đầu xem video của Công Ô Tô để tiện theo dõi thì quý cô bác anh chị hãy vào đăng ký kênh, bấm thông báo và theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo.
cũng như lúc cung giờ phát sóng livestream của em lúc 7 giờ buổi tối, các bác sẽ nhận được thông báo về máy các bác nhé. Cảm ơn toàn thể quý cô bác quý chị, hẹn gặp lại quý cô bác quý chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.